Kính thưa quý vị, phước báo nó không phải sinh ra do cái sự bận rộn tất bật của ngày đầu năm, mà do cái sự nghỉ ngơi thanh nhàn, đơn giản và an vui. Phước báo nó sinh ra không phải bởi vì mình dọn dẹp nhà cửa cho sang trọng, mà bởi vì quét dọn tâm hồn mình cho sạch trong. Vì thói thường ta cứ hay đợi đến ngày cuối năm mới dọn nhà, cho nên biết bao nhiêu công việc nó ập đến, ruộng vườn, đối tác giao tế, nào là dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, nào là bánh chưng bánh tét, chuẩn bị các loại quà cáp, mứt kẹo, khiến cho bản thân thời gian cá nhân không còn, áp lực công việc cho thành viên trong gia đình. Còn những ngày Tết, thành ra không có thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, cho nên mình rất là dễ cáu gắt, phản ứng, vợ chồng cự cãi, hét hò con cái, anh em bất hòa, mất đi cái không khí vui vẻ của ngày xuân. Đó là việc dễ tốn phước thứ nhất mà chúng ta phải cẩn trọng như là người biết tu hành. Thứ hai, đó là phước nó sinh ra không phải bởi gì cúng kiến lễ đạo cầu kỳ, mâm cao cổ đầy, mà bởi vì lòng của mình thanh thản và tâm của mình cung kính. Vì theo truyền thống Tết Việt Nam, sáng trưa chiều tối phần lớn đều có cúng hết. Cái truyền thống dưới ông bà cha mẹ biết cung kính thánh hiền, điều đáng quý. Nhưng cúng biết như vậy thì thời gian ở dưới bếp là nhiều, và không có thời gian cho những thành viên trong gia đình yêu thương để trọn vẹn một cách ấm áp, mà cứ dọn lên rồi bưng xuống, thắp nhang, đốt đèn, cắm hoa, nấu ăn, rửa chén. Một ngày hết, không may thêm một chút gia trưởng nữa thì những người làm dâu cho những cái gia đình đó không khác gì một người ô sin. Đó là cái việc dễ tổn phước thứ hai. Cái thứ ba, kính thưa quý vị, cái phước nó sinh ra không phải là bởi vì sự giàu sang hoành tráng, mà là bởi vì sự thấu hiểu và bao dung. Gia đình ai cũng muốn có một cái không gian trang trọng, đẹp mắt. Nhưng mà để có những cái không gian như vậy, rất là nhiều những cái nỗ lực tiền của phải được đánh đổi. Ví dụ Tết này nhất định phải có một bộ bàn ghế mới, sofa, nhất định phải có một chiếc xe mới để chạy, phải có một cái gì đó để trưng bày. Sự sang trọng đó nó đòi hỏi và nó được đánh đổi một cái giá nhất định. Cái phước nó không sinh ra sự sang trọng đó quý vị, mà nó sinh ra ở cái sự thấu hiểu và bao dung với những người mà mình ở với nhau. Chắc chắn họ có những khó khăn, đau khổ, và mình có mặt ở đó để hiểu, để nghe những cái, để thông cảm cho những cái đau khổ, khó khăn của họ không? Điều đó nó mới sinh ra cái phước. Còn hưởng thụ cho bản thân, đó là cái tổn phước thứ ba. Cái thứ tư, Tết nhất á, rất là dễ quà cáp lì xì. Nhưng cái phước nó sinh ra không có phải là bởi vì quà cáp lì xì hậu hỷ, mà bởi vì mình thương yêu và quý kính lẫn nhau. Dĩ nhiên quà cáp lì xì là điều tốt đẹp, nhưng cái phước nó sinh ra không phải là bởi vì cái số lượng quà cáp đó, mà bởi vì cái tâm mình á, có quý kính, có thành thật thương yêu nhau không? Dù là một đứa bé mình lì xì cho nó. Bởi vì một số người rất quan trọng cái sĩ diện, thành ra khi được hỏi nè, hôm nay ăn Tết có to không? Lì xì có nhiều không? Họ hàng hai bên có hậu hĩnh không? Là mình cảm thấy hơi nhột nhột. Mà nếu sĩ diện mình lớn, mình sẽ vứt tiền qua cửa sổ, tốn một khoản rất là lớn mua cái sĩ diện của mình. Chia sẻ hạnh phúc với người thì đáng quý, nhưng lấy tiền mua sĩ diện cho bản thân là đáng tội nghiệp. Bởi vì mua sĩ diện vui trước mặt họ, nhưng mà về nhà rủa thành. Và nếu tiền không có thì cảm thấy khó khăn, suy nghĩ căng thẳng, stress, đóng cửa và hết Tết luôn. Thay vì một cái Tết hoan hỷ, ấm áp, vui vẻ thì là một cái Tết đáng buồn, cô đơn. Nhiều khi vì sĩ diện cho nên ta ăn thay vì một cái Tết đơn sơ và hạnh phúc, thì đây là cơ hội để những người sĩ diện ăn cái Tết cầu kỳ, ăn cái Tết trưng bày, ăn cái Tết phô trương. Đó là cái việc tổn phước thứ tư. Cái việc thứ năm, phước nó không phải sinh ra do cái việc mình đi chúc tụng những mối quan hệ lạc lõng xa lạ bên ngoài, mà bởi vì mình dành thời gian, sự chăm sóc và đền đáp công ơn cho những người thương yêu máu mủ ở trong nhà. Không phải tự nhiên mà truyền thống Việt Nam nói Tết mùng 1 cho cha, mùng 2 cho mẹ và mùng 3 cho thầy.
là bởi vì những người đó sinh thành cho mình sự sống, giúp cho mình lớn lên cái hiểu biết và trí tuệ. Họ là những người mà rất thương yêu, muốn cho mình hướng thượng, trưởng thành. Cho nên khi mà mình đến với họ, họ mang cái năng lượng tích cực hướng đến cho mình, mình sẽ rất vui, bởi vì trong lòng mình nó có cái thiện ý báo đáp. Và họ sẽ khích lệ mình những cái lời rất tốt đẹp ở trong năm, và mình có cái động lực để trở nên hơn mình năm cũ. Cái năng lượng tích cực đầu năm rất là quan trọng để mình được nuôi dưỡng. Và ai? Chỉ có những con người là cha, là mẹ, là thầy, là tổ, là những con người mà mình nên thân cận như những bậc tiền hữu tri thức đầu năm. Không phải tự nhiên mà truyền thống dạy mình như thế. Bằng không là bầu cua, tôm cá, gà, nai, số đề, lô tô, đầy đủ các loại hình thức cờ bạc. Và đó là mình chơi với những hạng người khiến cho mình tổn phước thứ năm. Và cái phước nó sinh ra không phải là bởi vì những cái lời chúc tụng sáo rỗng, mà bởi vì cái tấm lòng tử tế chân thật với nhau. Cái truyền thống Việt Nam đi thăm họ hàng, bà con, cô bác, bạn bè, giao tế rất tốt đẹp. Nhưng cái mỗi lần như vậy là chén rượu lên bàn, sau khi say xỉn về nhà thì bê bét, vợ con mình la hét, mệt mỏi hôi hám, mất đi cái tư cách phong độ của đàn ông, khiến cho gia đình khó chịu, người thương phật lòng. Đó là tổn với phước. Mà cái này nhất là người đàn ông ngoài quê hay mắc phải. Tết là rượu. Hơn nữa, khi khách của mình tới nhà, mình hò hét vợ con, chưng bánh dọn trái, nhưng khách tới nhà họ chỉ uống vài miếng nước rồi đi, rồi cứ liên tục như vậy, coi họ như ô sin, phải dọn lên dọn xuống liên tục. Mà để cho mình tiếp đãi những người bên ngoài, mình quan trọng những mối quan hệ xa lạ, nhưng mà mình phải trân trọng những con người bên cạnh yêu thương hết lòng như mình. Thì cái phước ở đây không phải là gìn giữ những mối quan hệ ở bên ngoài, ở ngoài mà chặt, ở trong mà lỏng thì cũng như không. Ở trong phải chặt, phải hạnh phúc, phải vững bền. Mình phải là mình với gia đình mình cho vững chãi. Bởi vì người ở ngoài họ không có lo cho hạnh phúc của gia đình mình. Nhưng mà nếu mình cho rằng cái mối quan hệ bên ngoài nó quan trọng hơn á, thì đến khi mình mất cái sự ấm áp kết nối của cái hạnh phúc bên trong, mình mới biết là mình đã sai lầm. Nên cái phước nó sinh ra không phải là do mình làm lớn mạnh những cái mối quan hệ giao tế xã hội bên ngoài kia, mà do mình tận tình tận tâm báo đáp cho cha mẹ, cho vợ chồng, cho những người mà mình tri ân. Cho nên cổ truyền Tết Việt Nam mới nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, và mùng 3 Tết thầy đó. Thì đó là những cái điều mà đầu xuân năm mới, để cho có một cái Tết vừa hạnh phúc ấm áp, vừa đơn giản và tạo ra phước, thì chúng ta chỉ cần cẩn thận 6 cái điều vừa nêu trên. Và đặc biệt kính thưa quý vị, 5 cái giới của người cư sĩ rất là quan trọng trong 3 ngày Tết, đặc biệt là giới sát sanh và giới nói dối. Đối với bản thân nên ăn gì mặc gì. Đối với bản thân nên ăn chay, nên mặc kệ. Mặc kệ tức là không có phải so sánh với thiên hạ để mình có cái Tết giống như họ. Mình không có ăn cái Tết so sánh, thi thố, phô trương, khoe khoang và sĩ diện, mà mình ăn một cái Tết nhẹ nhàng, bình yên, đơn giản, ấm cúng và tu dưỡng. Thay vì những lời kính chúc xuân đầu năm, đây là những lời tâm huyết chia sẻ để những người có nhân duyên tu tập cùng con có một năm mới mang Phật vào lòng, mang Phật về nhà và mang Phật cho nhau. Khi trên môi nở nụ cười Tết thì trong nhà sẽ có hơi ấm của mùa xuân. Khi lòng của mình bình an và hạnh phúc thì mình là biểu hiện của mùa xuân. Đất trời thì có xuân, nhưng lòng người thì phải có Tết. Ta có Tết trong lòng thì ta mới cảm nhận được mùa xuân của đất trời và mùa xuân của lòng người. Kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, đạo tâm kiên cố, chí tu học vững vàng, năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.
ma tác.